Hello các bạn. Hello các bạn. Hôm nay sẽ tiếp tục làm một video thử thách 24 giờ. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm theo yêu cầu của fan. Cho nên các bạn hãy nhớ là nhấn like video này, bình luận lại trong những cái thử thách của các bạn và đăng ký kênh, nhấn luôn chuông thông báo cái một bên để khi biệt đội báo thủ đăng video mới cho các bạn xem thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết liền nha. Thử thách gì đây? Bạn Thị Nguyễn 3781 ăn ngon trong 24 giờ trong hồ bơi đen. Ok, hôm nay sẽ có anh VV và anh chuột sẽ làm 24 giờ nha, còn chị Mon sẽ ở ngoài các bạn. 24 giờ sống trong hồ bơi. Let's go. Let's go. Đầu tiên thì tụi mình sẽ bơi hồ bơi lên trước nha các bạn. Gắn vào đây. Nhấn nút. Wow, nó to lên rất là nhanh luôn kìa các bạn. Bây giờ mình sẽ bơi vô hồ bơi. Thực hiện thử thách thì mình sẽ nhốt mấy con báo này lại. Tại nó báo quá mà nó làm hư hồ bơi của mình các bạn. Chính là mày. Mày đã làm gì nè? Mặc dù nó rất là báo nhưng mà mình thấy nó cũng dễ thương lắm luôn á bạn. Bạn nào thích á là 24 giờ nuôi mèo thì bình luận bên dưới là 24 giờ nuôi mèo nha các bạn. Bấm giờ. Bấm giờ. Bắt đầu thử thách. Chúng ta sẽ thực hiện thử thách này trong vòng 24 giờ. Người thắng muốn gì được đó. Thử thách đầu tiên. Trời ơi, nó bị lũ ở đây nè các bạn. Làm mất công nãy giờ tụi mình đi mò quá trời luôn. Nó xịp lét luôn rồi. Giống cái si luôn rồi nè các bạn. Tại mấy con mèo báo của anh Lon với chị Nhi á. Ủa, mình với nó chung đội luôn á. Thôi, mèo báo qua thằng Lon đó. Ừ. Bây giờ mình sẽ giá lại nha các bạn. Đó, chén luôn miếng khủng long vô, định vô cái lỗ thấy bà nội. Tính ra cái này màu xanh đậm mà mình lấy màu xanh nhạt, cái này kiểu như là quả tiết á các bạn. Kệ đi, miếng nó khó xẹp là được rồi. Mình không biết thử thách lần này có khó không chứ thử thách 24 giờ trên cầu cá tra các bạn, mình thấy hơi bị siêu khó luôn á. Mình thấy anh Mon cho mình ở trong cái hồ bơi 24 giờ mà anh Mon không có bơm nước các bạn, vậy là quá dễ dàng với mình luôn á. Mình ở đây tới 10 ngày luôn còn được nữa. Lần này để coi anh Mon có gì cho mình độc ác như lần trước nữa không các bạn. Lần này mà mình thắng mình chắc chắn sẽ cho anh Mon. Cho anh Mon cái gì thì cuối clip biết nha. Vậy là 3 tiếng đầu tiên đã trôi qua và chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên nha các bạn. Cấp phát lương thực cho các thí sinh trước. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thì lương thực được tính theo ký, theo con, theo cái hay theo cục? Thì anh Văn chưa biết nha các bạn. Có cục nữa hả các bạn? Cục gì vậy trời? Cục gì vậy? Nhưng nếu mỗi lần mọi người trả lời sai thì mọi người sẽ bị mất đi một cái, một cục, một con, một ký gì tôi không biết. Em thích mất một cục. Mấy thí sinh này thích ăn cục đúng không ạ? Đây là một hoạt động, một trò chơi giải trí, chơi trên mặt nước. Thường có hai người chơi mới đủ sức để chơi trò này. Có nhiều cái chơi trên mặt nước lắm luôn á. Một chữ nhưng hai từ. À, đạp vịt. Câu trả lời chính xác không? Các bạn cùng lại xem giúp mình nha. Là cái gì đây? Chữ cái đầu tiên. Ủa vậy? Sao nó ngược hả? À? Nó ngược các bạn, thằng nào để ngược vậy? À. Rồi rút ra luôn. Thôi, đó chính là ngược nữa, đạp vịt. Các thí sinh trả lời rất chính xác nha các bạn. Và các hình vẽ anh Minh cũng vẽ ra chính xác luôn nè. Đây là con vịt nha các bạn. Cái gì vậy bà nội? Vậy là những người chơi đã thắng và những người chơi đã dành cho mình toàn bộ số lương thực trong vòng này. Wow. 5 phút quảng cáo bắt đầu. Ủa có nữa hả? Quảng cáo cái gì mà quảng cáo? Thật ra đây chỉ là một xạo thôi đó các bạn. Nếu mà nói đạp vịt thì cần phải có vịt để đạp nha các bạn. Cho nên anh Mon đã đi mua 5 con vịt thủ sẵn ở trong phòng ngủ nè. Thủ đoạn vô biên. Giờ anh Mon sẽ cung cấp lương thực cho các thí sinh. Đây, lên vô
Đồ ăn tới đây, đồ ăn tới đây, đồ ăn đây các bạn ơi. Ra đây các bạn. Đó chính là một dòng cấp phát luân hợp đầy sức thuyết phục và cũng rất là ngon miệng nha các thí sinh. Ngon chỗ nào? Lá nó ỉa ra ngon à? Yeah. Nó ỉa rồi, nó ỉa rồi. Nó ỉa rồi các bạn ơi. Nó ỉa rồi. Ỉa không cách máy bay các bạn ơi. Xè hai cái tay. Ơi, ỉa nơi kìa. Thì nói chung là đây là lương thực của các thí sinh anh mình không biết. Bye bye, hẹn gặp lại sau 3 tiếng nữa. Ăn mất á. Thì ra cái này là một cục mà anh Mon nói. Ủa anh Mon này là con hay cục nha anh, nhưng mà nó khiến mãi thêm cục cho mọi người, nó kìa quá trời cục luôn rồi. Trời ơi. Các bạn coi kìa. Nó chua pin phải thử lừa. Trời ơi bạn ơi, thúi quá hả bạn. Cứt nó nhão nhão đi ghê quá à. Nãy giờ thôi mà nó ra một đống rồi nè các bạn thấy không? Con không này nó giống như máy bay nữa rồi các bạn. Mà nó là cái con ỉa nhiều nhất luôn á. Cái thằng này nè. Anh Mon quá tàn ác. Ghê quá bạn, người ăn kiểu gì trời, không lẽ lấy mút nó là ghê quá. Kiwi đã thấy lũ vịt rồi nha các bạn. Kiwi vô đây, đúng rồi. Kiwi vô đang cướp vịt nè. Ồ. Ác quỷ ra cu la xuất hiện rồi các bạn ơi. Lên bắt vô luôn nè. Ê, ẩu rồi đó ba, ê. Cái này là chu pin chứ không phải đồ ăn. Tụi mày mà ỉa là con kiwi nó nhào vô nó ăn. Kiểu gì? Anh Non. Là sao? Là giờ ở chung với tụi nó luôn hả? Thì đó mới gọi là thử thách 24 giờ sống trong hồ bơi. Bơi trong chu pin. Khả năng rất cao là mọi người sẽ tiếp tục ở chung với năm thiên thần bé nhỏ này. Thiên thần là thiên thần dữ chưa? Đây là bộ cấp nước cho cái hồ bơi của chị Vi. Nó đang còn thiếu một bộ phận nữa, lát nên Mon cho anh chị Vi mới lắp cho nha các bạn. Anh Mon nói mấy con này là thiên thần. Đúng rồi các bạn, thiên thần. Thiên thần phi phai, sống dài thành chu pin. Thằng nào vậy? Ủa anh Mon cho mày uống thuốc sổ hay gì mà ỉa hoài vậy? Hả? Ê cái con đó nó bị mù hay sao? Mình thấy con mắt nó không có được bình thường. Nó sao sao á, còn cái cánh của nó như máy bay vậy á. Chắc nó không được khỏe các bạn ơi. Mắt con này như lại nằm tuốt trong đây rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình đặt tên cho nó đi. À, đặt tên gì? Đặt tên gì hả? Tên gì ta? Thấy con có con này là sạch sẽ nhất thôi á. Vậy đặt nó chu bìm. Cái con ỉa nhiều nhất nè. Đâu con nào ỉa nhiều nhất? Đây. Thằng này ỉa nhiều nhất. Rồi thằng này ỉa nhiều nhất. Đặt tên. Mon ải chĩa. Mon ải chĩa. Ok, Mon ải chĩa. Mon ải chĩa nha. Good nha. Cái con màu đen này. Màu đen này. Máy bay trực thăng. Ok. Từ con này nhát nè. Vịt kho gừng. Nhát thì vịt kho gừng, ok. Vịt kho gừng. Này. Con này ít nói nè. Ít nói làm gì? Dễ thương á. Vịt luộc. Yeah. Thử thách kế tiếp sắp bắt đầu nha các bạn. Còn 12 phút nữa. Mọi người có muốn giữ 5 con vịt này lại không? Không. Ủa bộ thấy yêu thương nó lắm mà. Đặt tên các kiểu luôn mà các bạn. Vậy là anh Mon sẽ theo yêu cầu của hai đứa này. Anh sẽ lấy 3-5 con vịt này ra khỏi hồ bơi nha các bạn. Yeah. Chú Bin. Mon nãy chĩa. Vịt kho gừng. Vịt luộc. Máy bay trực thăng. Chiếc khăn thần thánh cho các bạn trong vòng 1 phút. Wow, ít ra anh Mon còn có tình người các bạn. 2 giây đã trôi qua rồi đó. Lẹ đi ngơi. Tôi không biết, các chị hãy cố gắng dọn những bãi chu pin này đây. Cú bé. Chỗ này, chỗ này. Ừ. 30 giây đã trôi qua. Đây, nó đây. Đâu. Quá nhiều chu pin trong cái hồ bơi. Wow, sạch quá các bạn ơi. 45 giây. Sạch quá các bạn ơi. Trả chưa? Dạ, đây.
À, các bạn ơi, cứu cứu con các bạn ơi. À, à. Rồi đấy, các bạn ơi, kiểm tra giùm anh Mon có cái cứt dịch trên đầu anh Mon không vậy? Nó dột của anh đầu anh Mon luôn. Đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Thì nước biển có muối nó mới mặn. Hiện tại trên tay mình đang là bộ dụng cụ hẹn giờ tưới cây. 19 giờ 2 phút, mở cho vòng 1 phút. Có nghĩa là cứ 1 phút tắt và 1 phút mở. Và nó làm liên tục về trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Đây là dàn bảo vệ tránh các thí sinh trồm vào trong cái hồ bơi này ra và nó có thể tắt cái bộ hoạt động của anh Mon. Các bạn ơi, hồi nãy anh Mon có nói với mình là cái gì mở bất thình lình á bạn, mình không biết là cái gì nữa. Có thấy gì đâu. Đúng rồi. Là cạm bẫy dưới chưa? Này để chân không á chứ có làm được gì đâu. Ôi ôi, mũi cắn các bạn. Mũi cắn mình tới chân mình ghẻ luôn rồi nè, thấy không? Các bạn nhớ lại xe sụp ra cho mình nha. Để tụi mình có tiền đi mua thuốc ghẻ về sức nha các bạn. Vậy hoạt động chưa, trời hay có khi nào lắp ngựa không các bạn? Sao không thấy gì chưa nữa? Cái gì á? Có sao ngộ vậy ta, tiếng gì vậy? Nghe tụt 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 tụt. Yeah, yeah, yeah. Nãy nói cái gì nè, mà gì? Cái gì? À, cạm bẫy dữ chưa? Ủa, nó tắt rồi nè. Lợi kỹ thuật rồi đó các bạn ơi. Cạm bẫy dữ chưa? Lợi kỹ thuật à? Vui quá à, được rửa hồ bơi các bạn. Yeah. Yeah. Đúng luôn hả các bạn? Wow. Mình đang chơi trên nước cất dịch á. Đó không phải là lỗi mà là chức năng đó. Nó cứ tắt mở các mở liên tục 3 tiếng đồng hồ nha các bạn. Cỡ thiệt á. Biết rồi, anh không biết. Là lỗi dữ chưa? Ơ, bị lỗi rồi kìa các bạn. Tắt rồi kìa. Chúc hai bạn vui vẻ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Mình được bơi rồi. Bơi. Wow. Wow, đã. Nhìn giống như là kiểu như người ta. Khoan, khoan, khoan. Cái gì á? Có mùi nha, có mùi à. Phải rồi. Sớm dịch ỉa dưới này mà. Hả? Bạn hãy nhấn cái like, share, subscribe kênh, nhấn luôn chuông thông báo kênh bên ủng hộ video bắt đầu nha các bạn. Mình bị ghẻ nè, bạn nhấn like, share, subscribe để cho mình có tiền đi mua thuốc ghẻ sức giá bạn. Quá là vui luôn, trời vui luôn, vui quá, vui quá. Mình sẽ cho mọi người tìm ra nguyên lý hoạt động của cái bẫy này. Nếu hai người trả lời đúng, mình sẽ cho mọi người đồ ăn. Lại đồ ăn, lại nè đồ ăn. Ta nghĩ nghiệt thôi, ta dễ thương vậy nè. Ngài nghĩ xấu ta không à. Mưu hèn kế bẩn. Mọi người đã có câu trả lời cho mình chưa? Nếu trả lời đúng thì mới được nha. Còn nếu không chịu, không trả lời không đúng thì mọi người sẽ không có đồ ăn. Thế nào? Đầu tiên, cái cục màu xanh mình chỉnh. Mình chỉnh giờ. À rồi. Giờ phút giây tiếng gì đó không biết. Ừ rồi. Rồi chỉnh mỗi lần dẫn cái quan đó. Mỗi lần chảy nước là 30 giây. 30 giây. Ok. Đúng. Rồi sao nữa? Nói thử. Rồi sao nữa chuột? Sao nữa? Thế nào nữa? Hết rồi hả? Hết 30 giây thì nó sẽ tắt. Điện câu trả lời đó đúng hay sai? Đúng. Đúng. Đúng hay sai? Đúng. Thầy bé. Không sai. Bởi vì thời gian không phải là 30 giây mà là 1 phút. Cứ mỗi 1 phút nó sẽ tắt và mở. Thôi. Mà khuyến khích cho thì một cái thôi, hai chị em ăn chung cũng được mà. Anh nghiệp quá à. Anh Mon thấy anh Mon đi hỏi cho là một kẻ phản diện thật sự luôn á. Yeah. Rồi. Không sao. Làm ỏi ngâm nước, ăn ngọt lắm á. Nước này sáng mấy cái con như gì con. Thôi,
bye các friend của tôi. Hẹn gặp mọi người 3 tiếng nữa. Ủa, đâu 3 tiếng đâu, chúng ta chạy qua được khoảng 30 phút rồi đó. Hay là 2 tiếng rưỡi nha các bạn. Nó giòn. Lạ quá. Nước vô hối đầu mình luôn rồi các bạn. Coi đầu mình rồi các bạn. Ảnh quá à. Uống mấy ngụm nước luôn rồi các bạn. Người ta thì có đạp dịch, mình thì có đạp hồ bơi. Mình với chị Di tính là sẽ không bít mấy cái lỗ này lại nữa nha các bạn. Mà để cho nó đầy tới đâu chị Di? Để cái này, này nha. Cái mức này đó các bạn. Để tha hồ mà bơi luôn. Ngủ rồi các bạn. Mẹ nhớ mẹ quá à. Nhớ mẹ quá à. Cái cam bị mờ các bạn ơi. Oh my god. Nó làm cái mặt mình. Em coi cái mặt chị kìa. Trời trời, nó làm cái gì trời. Nước nó đã cao hơn được 1 phút rồi nè các bạn. Nước vô lỗ mũi. Xíu. Các bạn thấy ghê chưa? Có chợ mới rồi nè, tính ra không? Các bạn ơi, nó cũng ngắt rồi. Mặt của nó kìa các bạn. Các bạn ơi, coi mặt nó nè. Này, ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Tim nó đầm muốn rớt ra ngoài luôn các bạn. Nó kẹo. Ôi, tay chị Di kìa bạn. Tay mình lông mèo không? Người sói. Người sói. Oh my god. Biến thành người sói. Người sói. Các bạn có một dấu chích ngừa rồi. Con mèo. Bác sĩ bánh bao. Chim chạy mèo bà. Nãy giờ cỡ mấy tiếng đồng hồ mình mới phát hiện ra. Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Người sói. Biến thành người sói. Người sói. Hello các bạn và hello hai người chơi. Trong khoảng gần 2 tiếng qua, mình thấy sự phá hoại tài sản của bên ban tổ chức. Cho nên mình tính lắp đặt một máy bơm công suất lớn. Nước phun tên của trạm cấp nước nó không đủ mạnh này, nên hai thí sinh này bẻ. Các bạn thấy không? Cho nên thành ra mình quyết định là sẽ ra một thử thách mạnh hơn nữa để trừng phạt lại những hành động phá phách này. Nhưng trước khi mình ra một hình phạt lớn hơn nữa thì mình sẽ cho hai người này một cái ân huệ bằng một trò chơi. Chơi hình phạt mà có ân huệ nữa, ảo thật đấy. Đây sẽ là trò cứu hộ. Các câu hỏi ở đây sẽ liên quan đến một sự kiện của quá khứ, có thể là thật, cũng có thể là hư cấu, được đề cập nhiều trong truyền thuyết của nhiều tôn giáo và nhiều dân tộc trên thế giới nha các bạn. Trong học lịch sử quá các bạn. Các người chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mọi người phải vượt qua 3 trên tổng số 5 câu hỏi ở đây. Sống ác nó vậy các bạn. Ok, chúng ta vô câu hỏi luôn nha các bạn ơi. Câu hỏi đầu tiên. Đây là một đại thảm họa khủng khiếp được nhắc đến trong Kinh Thánh, là sự trừng phạt của Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức, thoái hóa, biến chất của loài người. Nó được miêu tả là một trận lụt cực kỳ lớn. Vậy nó là gì? Gì vậy chuột? Mọi người có 60 giây để trả lời câu hỏi này. Nghe quen quen thật. Rồi nó quen quen rồi các bạn. Học hôm qua mới học lịch sử học gì vậy? Không biết luôn nha. Chả cô hết trơn rồi. Còn 30 giây cuối cùng. Mà sẽ đọc lại câu hỏi cho hai người chơi nghe nha. Nó được miêu tả như là một trận lụt cực kỳ lớn. Vậy nó là gì? Đại hồng thủy. Chính xác. Yeah. Câu hỏi số 2. Theo truyền thuyết trên, Chúa Trời đã mách bảo cho một người phàm trước về trận đại hồng thủy. Vậy người đó tên là gì? Đại hồng thủy. 25 giây nữa. Người đó tên gì ta? Adam hả? Adam. Adam. Nhà Adam. 5 4 Noe, Noe. Vậy đúng không bạn? Đúng hả? Chính xác. Yeah. Ta đến với một câu hỏi khó. Vui số 3 nữa là thoát khỏi cái hồ bơi này các bạn. Câu hỏi này cho mình
đọc cái câu chuyện về đại hồng thủy mình suy nghĩ ra các bạn. Cái câu hỏi này nó cũng vui vui, mình đổ hai người chơi nha. Câu hỏi này chắc hư cấu. Câu đố vui do Mon tự suy nghĩ ra. Trong trận đại hồng thủy, duy nhất một loài vật nào không được đưa lên tàu Noah? Trời có biết gì đâu mà. Loài nào? Hầu hết tất cả các loài vật đều được đưa lên, kể cả loài người. Nhưng chỉ có một duy nhất một con, một loài không được đưa lên. Vậy là cái con nào mà bây giờ không có là nó không được lên thiền nữa. Con cá sấu. Con nào mà nó tuyệt chủng tại vì là mà tuyệt chủng không phải khủng long mà nó tuyệt chủng con nào? Cá mập hả? À rồi mình hiểu rồi. Ê, các bạn ăn cái gì? Em xin trả lời đó là con cá. Con cá sao? Đúng. Tại sao cá không được đưa lên? Nghĩ sao vậy? Loại nào cũng được đưa lên mà cá không được đưa lên? Cá ở dưới nước mà nó ngập tới đâu mà chở được? Nghĩ sao mà các bạn? Nghĩ sao mà cá nó không được đưa lên? Lãng thiệt chứ. Biết tại sao không được đưa lên không? Tại thời đó chưa có máy sụp oxy cho nên nó không được đưa lên tàu. Nhưng mà con cá nó không được đưa lên tàu thì chắc khả năng cao là con cá nó biết bơi nên nó không có sợ đại hồng thủy nha các bạn. Giải cứu con cá khỏi bị đuối nước. Vậy là 3 trên tổng số 5 câu hỏi được mọi người vượt qua một cách rất là nhanh. Vậy là chúng ta sẽ dẹp bỏ cái trò té nước của mình nha các bạn. Nhưng giờ còn hai câu hỏi nữa, không hỏi ngứa nách lắm. Đi hỏi đi, em cũng ngứa nách lắm luôn. Ok, giờ ban tổ chức sẽ hỏi hai câu hỏi các bạn fan luôn nha các bạn. Con tàu Noah được làm bằng chất liệu gì? Uranium. Quái cái chữ thì cái chứ. Lunanium. Cái gì trời? Cellulose. Cái gì vậy trời? Hay bằng Viranium của Wakanda. Thời đó điện ảnh phát triển chứ. Biết đâu, ai biết. Con tàu nó được làm bằng chất liệu gì? Cellulose. Cellulose là cái gì, nó nghe chơi thử à? Gỗ. Hay thiệt. Hay thiệt, có người chơi là chắc mình không hỏi được mấy câu hỏi kiến thức nha các bạn. Câu hỏi cuối cùng. Sau trận đại hồng thủy, sinh vật nào đã báo tin cho Noah rằng nước đã rút và đã có đất liền? Con nào chơi? Chơi. À rồi, con này khỏi cần học lịch sử cũng biết luôn các bạn. Vậy con nào trả lời đây? Đón đại đi, con chim. Chim gì? Thì là con chim thôi chứ con biết con chim gì đâu. Phải biết con chim gì chứ? Chim đại bàng. Chim cánh cụt thì sao? Mai mốt nhờ anh Mon cho anh Mon thử làm chim cánh cụt, anh Mon bay được không nha các bạn? Cái con chim trong Thần Điêu Đại Hiệp á, con bự bự á, chắc vậy á, nó bự nó mới bay nổi. Xạo anh Mon dụ mình đó các bạn. Nếu mọi người trả lời đúng 5 cho tổng số 5 câu hỏi, anh Mon sẽ cho mọi người một cái mền. Wow, cho mình cái mền các bạn, cho mình cái mền. Wow, cho mình cái mền. Cho mình cái mền. Và rút hết nước ra mới đắp được chứ. Cho mọi người thêm 30 giây để mọi người trả lời á. Chim gì báo tin ta? Và con chim này có ngậm một cành ô liu. Chim bồ câu. Cái gì hoài vậy? Rồi đúng hay sai? Rồi, có trả lời đó đúng không các bạn? Chính xác. Yeah, tốn cái mền rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ mở cái nút bịch này ra. Bum. Và thông báo cho hai người chơi một tin sót dẻo nữa. Tin gì nữa? 5 phút cho mọi người thay đồ bắt đầu. Hết 5 phút mọi người không vô được chỗ đây, mọi người thua, bắt đầu. Trời, té luôn rồi. Từ hết chỗ. Tội nghiệp quá. Hai thí sinh đã được mình cho một cái mền to, hai cái gói để ngủ lại qua đêm trong hồ bơi. Còn nhiệm vụ của chúng ta là hãy đi ngủ các bạn, đi ngủ thôi. Hiện tại là 8 giờ sáng và các thí sinh vẫn còn đang ngủ rất là say ở ngoài kia. Mình sẽ đánh thức các thí sinh dậy bằng một bản nhạc thiệt là du dương, thiệt là im tai và thiệt là hot trend trên TikTok các bạn. Rồi đi. Vì đàn em thân yêu như các bạn, ta hãy âm thầm và lặng lẽ. Đã đến rồi. Có nghe tao hát không? Đó. Nghe. Ôi, nó phá. Nó phá cái loa mọi người. Đã vậy nó sẽ để này 3 tiếng đồng hồ luôn. Anh Mon độc ác quá các bạn. Chở ta ngủ không được yên nữa. Vui dữ chưa, chung vui bên gia đình vui dữ chưa? Tết 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 t
Tết dữ chưa? Trời ơi là trời, sao vậy? Thì sao mình giới tới mình lấy mà mình tắt? Mà không có không khí Tết gì hết trơn vậy chuột? Không biết nữa, nhạc nó dở không như một cái luôn á. Mọi người đừng có buồn. Thì anh Moi khuyến khích cho mọi người là mọi người được nghe bài hát này trong vòng 3 tiếng đồng hồ á. Khóc rồi các bạn ơi, khóc rồi. Khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi. Âm nhạc là liều thuốc chuột. 127.000 view mở lên. Mấy chị em ơi, hát cảm xúc quá bạn, xúc động quá à. Mỗi lần xúc động là 3 tiếng nha các bạn. Em cho tôi nụ cười hà rơi, nói cho tôi gần anh rất vui nghe. Trong suốt 1 tiếng đồng hồ nghe nhạc cùng hai người chơi, tôi bắt đầu trở sang trầm tính hơn, tới mức trầm cảm luôn. Và tôi đã đặt cho mình những câu hỏi như thế này. Lâu quên là gì? Lâu quên là gì? Mình sẽ rời khỏi nhà để đi làm những thử thách khác cho hai thí sinh này tiếp tục nghe bài hát cảm động này suốt 3 tiếng nha các bạn. Con chuột, con chuột kìa các bạn. Mọi người có muốn lấy nước uống không? Có. Muốn nước uống không? Có. Muốn không? Có. Muốn không? Có. Muốn đúng không? Thật sự muốn, thể hiện quyết tâm đi. Muốn uống nước. Muốn uống nước. Đúng, đúng. Đúng. Caramel, nó uống nước kìa Caramel này. Chạy, 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 để tôi. Thôi, nước đâu? Đó, muốn uống nước nè các bạn. Rồi đó, gắng uống nước nha. Nước nhiều lắm, tại nó chạy tới 3 tiếng đồng hồ rồi mà. Ủa, nãy nước hồi nãy khác mà. Hồi nãy hay cầm hai chai nước mà. Ê, giờ nước. Ê, nước đắp quá à. Rồi, miễn sao tôi cung cấp nước là ok đó. Trò cây anh môi lắm rồi đó các bạn. Các bạn ơi, sau một hồi thám thính tình hình thì mình phát hiện ra cái này đã lắm nè. Đó, anh Caramel bỏ quên cái này ở dưới các bạn. Tới rồi, không tới rồi. Không được thông minh nha các bạn. Tao lấy cây này làm gì? Tao lấy cây nè, tao quấn vô đây nè, cho nó dằn cái ống nước ra, đúng không? Đúng chưa? Đúng. Không được thông minh, địch thu. Nãy giờ mà cái nước nó dâng lên tới trên này, cái mà này là phơi mấy chục ngày còn chưa khô nữa. Mình mới nghĩ ra một cái này rất là sáng tạo nha các bạn. Cái gói bị ướt nước nó sẽ rất là nặng nha các bạn. Đúng rồi. Anh Mon khóc thét. Anh Mon khóc thét rồi các bạn. Quá trời báo luôn rồi. Thấy mặc đồ gì không? Đồ có đớm chứng tỏ là báo hồng. Giỡn thôi nha các bạn, thật ra nước phun tên nó không có sạch để chúng ta uống được đâu. Tự nhiên anh Mon tốt quá các bạn. Chuẩn bị tới giờ cấp phát lương thực cho hai đứa ăn sáng nha. Nữa cấp phát lương thực nữa. Lương thực thật ăn được chứ bộ à. Đâu nào anh mà chả nói vậy. Thử thách fit ít người. Hả? Ít ít người. Hả? Khá ít người là cá ăn người. Đây chính là loài cá piranha hay còn gọi là cá ăn thịt người. Bây giờ mình sẽ hỏi các thí sinh một câu hỏi rất là nhanh như thế này. Trong vòng 5 giây hãy kể tới một loài cá mà bạn biết. Nhưng trước đó mình sẽ hỏi các thí sinh về một con vật. Con gì bay trên bầu trời? Con chim. Con chim. Ừ. Con gì được lấy làm cảm hứng chế tạo ra máy bay? Con chim. Chính xác.
con gì biết bay? Con chim. Con chim. Con chim. Con gì ăn sâu bọ? Con chim luôn. Trong vòng 5 giây hãy nói tên một loài cá mà bạn biết. Cá voi. Cá chim trắng. Cá chim trắng. Cá voi. Ok. Cho nên chúng ta sẽ thả hai con đó vào trong cái hồ này nha các bạn. Ủa, anh Mon có tiền mua cá voi nữa kìa các bạn. Sao không có, trời giỡn hoài mấy ní. Cá chim. Cá voi. Thả ra. Ai muốn cá gì tôi cho cá đó rồi đó nha. Đây mấy con cá chi đây. Mọi người đừng quên rằng nó chính là cá ăn thịt người. Đúng không ạ? Các bạn coi thịt nó nè. Coi nó to nè. Con này muối chiên ngon lắm luôn các bạn. Đây chính là lương thực của mọi người đó. Mọi người làm gì? Làm gì đó làm đi. Đút cho anh Hoàng ăn con mới được đó. Chạy các bạn ơi, chạy nha, bye bye các bạn. Các bạn coi cái răng nó nè. Ôi thấy ghê chưa? Cái con này mà nó lớn một cái hay nó cạp mất một lõm thịt cỡ này luôn á. Mình có một điều thắc mắc, đó chính là anh Mon cho mấy con cá sống vậy rồi sao mà ăn các bạn? Hay mình bắt lên con cho bạn coi nè. Nó còn dễ dạch dạch luôn à. Dễ ơi, dễ ơi. Nó còn bơi được nè. Sao mà ăn các bạn, không có bếp ga sao mà nướng lên để ăn vợ chứ không lẽ ăn sống. Hả anh Mon? Một bộ bếp ga. Rồi đó. Ơ ga lên. Giờ mình thấy con cá nào mà nó yếu à, nó bơi lật qua lật lại á, thì mình bắt lên mình ăn luôn nha bạn. Một con đây, hai con. Mình thấy mấy này nó nướng cá xác xanh quá à. Mà mình coi trong Phật Pháp á, nếu mà xác xanh là nghiệp nặng lắm á các bạn. Chính là nè thằng ơi. Ờ để em đi lấy cái gì á. Bi phê các bạn ơi, bi phê. Rồi tới giờ múc ban rồi anh em ơi, anh em ơi. Cho em xin. Nhất cái nắp ơi cho mẹ ơi. Nghiệp nặng lắm á các bạn ơi. Không, mẹ không có nặng đâu. Tại cá này nó quá ngon, kiểu là nó hy sinh dành cho chính mình á. Ở dành cho mình á, cho nên nó không, mình không có nghiệp, nó cũng không có nghiệp. Tham lam. Chúa tể lương lẹo. Đúng rồi các bạn, ở đây nè. Ở đằng sau này cũng có luôn nha. Quá trời luôn, thịt nó không biết không có bao nhiêu nữa mà quá trời xương luôn rồi. Mai mốt anh Mo nhớ cho con nào mà nó kiểu như nó nhiều thịt chút nha, con này xương không ạ. Và mọi người đã chiến thắng được thử thách 24 giờ sống trong hồ bơi. Thần thưởng muốn gì được đó, giờ ai muốn cái gì? Rồi chuột. Dạ. Chuột muốn gì? Ước cho lần trước là 24 giờ trên cầu quái cha 2 tuần đúng không? Là em ước có cá rồi nè. Ừ. Bây giờ ước là anh làm cho em một cái hồ cá. Wow. Ok luôn, vậy anh sẽ làm một cái hồ cá siêu đẹp cho chuột luôn nha. Ok. 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 Mình thấy thử thách này anh Mon kiểu cho mình hơi bị nhiều quá các bạn. Cho nên mình muốn anh Mon mặc quần con voi đạp xe đạp vòng vòng công viên rồi nói tôi sẽ không bao giờ cho anh Trần VV nữa. Ok luôn, cái gì mẹ này muốn gì nữa? Ước gì mình vô sớm hơn để kêu anh Mon xây cho mình 81 tầng cầu cá cha. Cầu cá cha 81 okay, tầng. Anh Mon cũng sẽ thực hiện ước mơ của Giang Ân nha các bạn. Nhưng mà không phải xây 81 tầng cầu cá cha, mà là sẽ làm một video người cuối cùng rời khỏi cầu cá cha 2 tầng. Ai đồng ý? Em.